mà phía nhân viên y tế nói sao chị? Là không có thuốc. Không có thuốc, nói là khi mình truy cập cái đường link á, chưa dẫn lại nào khi nào có. Có mặt tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 ghi nhận, rất đông người có nhu cầu tiêm vaccine buộc phải quay về vì viện này thông báo đã hết tất cả các loại vaccine dịch vụ, chưa biết chính xác ngày có vaccine trở lại. Bên trong khu vực phòng khám tiêm ngừa Viện Pasteur, các dãy ghế dành cho người dân ngồi chờ tiêm chủng đóng băng, không một bóng người. Tại quầy hướng dẫn, chỉ có duy nhất một nhân viên y tế và lác đác một vài người dân. Ai nấy cũng tỏ ra vô cùng lo lắng khi cần tiêm vaccine phòng bệnh gấp, nhưng lại không có vaccine. Đến chiều ngày 19 tháng 6, truy cập vào website Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, tại bảng danh mục các vaccine có 19 loại, nhóm loại vaccine nhưng đều thông báo hết, không hiện thêm thông báo ngày nào có vaccine lại. Trao đổi với Tuổi Trẻ, nguồn tin từ Viện Pasteur cho biết, nguyên nhân viện hết tất cả các loại vaccine là do gặp khó khăn trong đấu thầu, mua sắm. Viện vẫn đang tổ chức đấu thầu nhưng không biết chính xác khi nào có vaccine. Riêng bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày qua, số lượng người dân đến tiêm vaccine phòng bệnh tại bệnh viện tăng, trong đó có nhiều người từ Viện Pasteur hướng dẫn đến tiêm.